thành viên đầu tiên của BTS nhập ngũ. Truyền thông Hàn thông báo ngày nhập ngũ của anh cả BTS ngay sau đó, công ty chủ quản Big Hit Music đã phản hồi về thông tin. Sáng 24 trên 11, Newsit đưa tin Jin, anh cả BTS nhập ngũ vào ngày 13 tháng 12 tại Trung tâm Đào tạo Tân Bình ở Jinikan, tỉnh Jiezui. Sau khi trải qua khóa huấn luyện dài 5 tuần tại Trung tâm huấn luyện Tân Bình của sư đoàn, Jin sẽ được điều động về đơn vị. Ngay sau đó, Big Hit Music phản hồi thông tin, chúng tôi không thể xác nhận chi tiết vào lúc này. Chúng tôi mong các bạn thông cảm. Trước đó, ngày 13 tháng 11, Jin trả lời câu hỏi của người hâm mộ trên ứng dụng Weverse, anh có hào hứng đón sinh nhật vào tháng sau không? Nam ca sĩ trả lời: "Không, lúc đó tôi đã được thông báo sẽ gia nhập đơn vị tiền tuyến rồi." Ngày 4 tháng 11, Jin đã gửi yêu cầu hủy bỏ việc hoãn nhập ngũ lên cục quản lý nhân lực quân sự. Nam thần tượng tham gia nhiều chương trình giải trí và chăm chỉ giao lưu với người hâm mộ trước khi dừng hoạt động 2 năm. Hồi đầu tháng 9, Jin phát hành ca khúc solo đầu tiên giữa át trường hợp tác với ban nhạc nổi tiếng thế giới cầu bờ lầy. Ngay sau khi phát hành, bài hát đã có tên trong bảng xếp hạng hot 100 bài bốt Mỹ ở vị trí thứ 51 và bảng xếp hạng top 100 của anh ở vị trí thứ 61, chứng tỏ sự nổi tiếng của anh cả BTS. Trong số các thành viên BTS, Jin là người đầu tiên nhập ngũ anh sinh năm 1992, là thành viên lớn tuổi nhất BTS, được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất để hoãn nhập ngũ theo luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2020. Việc nhập ngũ của Jin được hoãn đến cuối năm 2022.